Ok, xin chào anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những cái clip về Auto Chat ở trên kênh Game Today. Anh em thân mến, clip này tôi xin được gửi lời cảm ơn trân trọng nhất tới anh em Thanh Trần. Cảm ơn anh em Thanh Trần đã đăng ký hội viên ủng hộ cho kênh trong suốt khoảng thời gian hơn một năm vừa qua. Đây nó là cái nguồn động lực chứng minh cho cái việc là anh em trân trọng những cái giá trị mà tôi đem lại cho mọi người. Cảm ơn anh em rất nhiều. Hy vọng là anh em Thanh Trần sẽ vẫn tiếp tục ủng hộ kênh Game Today trong cái khoảng thời gian sắp tới anh em nhé. Và hôm nay thì cũng như thường lệ thôi, sẽ có một cái clip để dành tặng anh em Thanh Trần. Thực sự là anh em Thanh Trần thì hôm trước tôi cũng có hỏi anh em Thanh Trần về cái việc là anh em thích tôi chơi cái bộ gì để tôi làm video clip cảm ơn anh em. Thì anh em Thanh Trần không có yêu cầu bất cứ một cái bộ gì cả, miễn là hay là được. Nên là tôi sẽ cố gắng chơi một cái live nào đó và cố gắng chơi thật là hay anh em nhé. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Hiện tại đầu game thì tôi ra được cái con gấu Saman, rất là ok. Liệu rằng chúng ta có thể câu được ra gấu không? Nếu mà không câu ra gấu thì tôi sẽ có thể là tôi sẽ chơi một là ra Hunter, chơi Hunter. Hai là chúng ta có thể chơi Clyde, cũng rất là ok. Hiện tại cái bộ Clyde nó là một cái bộ khá là cân bằng, nó không quá mạnh và nó cũng không quá yếu. Chúng ta chơi chúng ta có thể là nhây được để đánh với late game. Sau đó thì Clyde nó có cái cơ hội lên được level 11-12 và chúng ta có thể có rất nhiều cái sự lựa chọn và dạng late game chuyển bài. Đó là một trong những cái đội hình mà rất dễ chuyển bài, rất dễ counter ở những cái đội hình khác, rất hay. Ok, cứ mua cái con gấu này đã nhá. Trận này ấy, mà nó ra gấu Saman ấy thậm chí chúng ta có thể chơi được cái bộ Saman cơ. Đấy. Thế nên là cứ từ từ đã anh em ạ, cũng chưa biết được. Đây. Kẹp hai Saman nữa này. Đấy, thậm chí là có thể chơi chơi Mid Saman cũng được. Cứ từ từ đã. Mid Saman thì có dấu hiệu ra con Thunder để chơi nha anh em nhá. Ra già này, ra Thunder. Chứ còn cái con Flame thì thôi, chả lấy làm gì. Để con súng này mạnh hơn. Mục tiêu vẫn là đánh chuỗi thắng đầu game dễ dàng để có thể có một cái lượng tiền ok. Đánh chuỗi thắng giữ máu, giữ tiền. Cố gắng đánh chuỗi thắng. Đấy, chưa biết được là có đánh chuỗi thắng nổi không, nhưng mà sẽ cố gắng để cái đội hình mạnh nhất ở trên bàn cờ. Chứ còn cũng không có tham Human hay là cũng không có tham. Chúng ta sẽ không tham câu gấu làm gì cả nha anh em nhá. Khi mà có 3 Hunter tôi sẽ cho vào luôn. Hiện tại thì như này nó là mạnh rồi. Con gấu đù để ở trên bàn cờ thì chúng ta câu gấu một chút. Đồng thời thì cái con gấu này nó có cái lượng máu nó là 800 máu. Sau đó chúng ta cộng với cả cái bộ đỏ. Điều đó sẽ giúp cho con gấu đù lên được tới 950 máu, gần 1000 máu đấy anh em. Và nó sẽ là một cái tăng cơ ở phía trên. 4 con như thế thì sẽ giúp cho con súng ở phía dưới nó sẽ có thời gian kết liễu đối thủ. Con súng thực ra với một cái con súng 1 sao nhưng mà cái lượng đam nó rất to đấy anh em ạ. Ngoài cái to ra nó còn bắn khá là nhanh. Và nó focus vào những cái con yếu máu trước. Nên là cái con này thực sự là nó cũng không cần phải kẹp với cái Hunter. Ui dồi ôi, round này thì là cái con gấu Sama nó gánh tôi anh em ạ. Hay quá. Unicorn nên được 2 sao, câu được ra con gấu Assassin này. Ok, cho gấu Assassin vào thay gấu đủ. Con gấu Assassin là cũng 800 máu anh em ạ, có khả năng clear. Hay là chơi Seed. Trận này có trong bảng trận thiết là có Seed 5 đô đấy anh em ạ. Có Seed 5 đô đấy. Hay chơi Assassin nhỉ. Bộ Seed ở trong meta mới này cũng rất là ok nhá, không yếu đâu. Nó không phế như cái meta trước bởi vì là nó bỏ đi cái món đồ mà cực kỳ counter ở cái bộ Assassin. Ở meta trước không ai chơi bởi vì nó có cái giáp phản đấy anh em. Bây giờ cái giáp phản nó mất rồi. Nên là Assassin nó sẽ không sợ nữa. Chứ ngày trước
Assassin mà nó đánh vào cái giáp phản ấy, nó crit mà nó phản lại thì là coi như là chết ngược. Một phát là chết luôn ấy. Hay quá nhỉ. Con gấu Saman nó thực sự gánh tôi. Assassin thì bây giờ từ từ đã. Tích tiền thì đã anh em ạ. Quay xe vẫn kịp mà. Bây giờ mà ra thêm một con gấu Assassin nữa đi. Đấy, xong rồi là thêm con ốc. Con ốc hoặc là con Shadow. Hoặc là con cáo. Nó phải có tí cơ sở anh em ạ. Giờ chưa. Cứ bình tĩnh. Nếu mà để chọn giữa cái bộ Assassin và bộ Saman thì tôi vẫn chọn một cái bộ Saman ngon hơn. Bộ 6 Saman ấy. Ra được gấu Saman rồi. Cứ từ từ đã, để xem đã, tính. Ui, round này vớ vẩn thua này. Thua. Round này thua. Chịu. Cái này khó quá. Round này thì đối thủ quá to rồi, không có làm cách nào để ăn được. Hai con mèo ở cái giai đoạn này rất khỏe. Agali này. Agali Clyde. Vẫn có thể chơi được Clyde nha anh em nhé. Ra là con Agali sớm này. Thực ra thì cũng không phải là sớm lắm. Đấy, nhưng mà cái con này nó là một cái con quan trọng trong cái ba con ở trong bộ Clyde mà. Nếu mà ra trước ra 15 thì vẫn có thể chơi được. Bây giờ ra con Dragon Clyde, con ngựa. Là chúng ta ở riêng cái bộ Clyde đã có 3 con Human rồi. Mà bây giờ chơi Human cực dễ, bởi vì là con Kunka nó có sẵn ở trong cái cửa hàng, chứ nó không phải mở rộng. Không phải múc ở trong cửa hàng mở rộng, mà nó có sẵn ở trong cái cửa hàng tướng. Cái kho tướng có sẵn. Đấy là một cái mà chơi cái bộ Human. Chính xác hơn là chơi cái bộ Human là nó rất dễ. Clyde thì không dễ, nhưng mà Human thì rất dễ. Như vừa nãy là có mấy con CM tôi quên tôi chưa mua. Mà thực ra tôi cũng không có ý định mua. Bây giờ ra mấy cái con mà quan trọng thì tôi mới mua anh em ạ. Đấy, lao này ra dơ so, nhưng mà thôi, giữ 20 tiền. Đội hình thì ở trên bàn cờ thì nó vẫn đang là mạnh nhất rồi. Cũng chưa thêm được con gì mạnh hơn vào. Đấy. Hiện tại là cũng rao quái là tôi cũng không tham vào gì cả. Tôi sẽ giữ con cung đen. À đây, ui, có 3 Hunter này. 3 Hunter à? Nếu mà 3 Hunter... Ba Hunter tôi sẽ bán một con đi để tôi lấy ba Hunter vào. Và bán con gấu Assassin à? Đang hơi phân vân đấy. Nhưng mà thôi, bán đi. Chả biết bao giờ nó mới câu ra anh em ạ. Thôi, thay về mặt hên xui, chúng ta phải đợi cái con gấu Assassin nó lên được 2 sao. Tức là phải còn 2 con nữa đấy. Hoặc là ít nhất là một cái con gấu Assassin và một quả trứng. Thay vì cái sự hên xui đó, chúng ta có 3 Hunter ở cái giai đoạn sau. Level 7 cho nó an toàn anh em ạ. Đánh cho nó cẩn thận. Dự màu cái đã. À ui rồi. Thế thì cứ like này. Thế thì nó lại là cửa like à. Ồ. Nhưng mà mới ở đây chúng ta mới chỉ có là 3 cửa like thôi. 3 cửa like. Ok. Thôi cũng được. Gậy gỗ. Lấy được mỗi gậy gỗ. Thực ra lấy được cả cái bơ linh nữa. Ok. Rồi. Lên 7. Cố gắng để có thể chiến thắng được mỗi round. Vừa giữ được máu và cũng có tiền luôn. Hay quá, ui dồi ôi, ngăn không cho con sói nó đẻ ra, quá tuyệt vời. Rồi, khả năng nào này là vẫn có thể chiến thắng đấy. À mà chắc chắn là chiến thắng rồi. Thực sự con gấu đá nó vẫn đang rất là gánh ở cái giai đoạn này. Gấu đá một sao thôi nhưng mà rất uy tín luôn đấy. Cái lượng đam của nó đang là nhiều nhất ở trong cái đội hình của tôi. Anh em có thể thấy ở trong cái bảng đam nó đang là... Cái lượng đam gây ra từ con gấu đá là rất nhiều. Rồi, 4 Clyde này. 4 Clyde bán đỏ đấy nhỉ. Hay là bán cái con Unicorn này đi. Bán đỏ đi.
Bỏ đỏ ra thì chúng ta sẽ có là vẫn giữ được hai Saman. Đấy. Thực ra phế một cái con ở giai đoạn đầu game là nó cũng coi như là chúng ta hơn đối thủ một con rồi. Con đấy nó sẽ bị hack rất lâu. Hack ở đây nó là 6 giây đấy anh em ạ. Rất lâu luôn. Ê à, hai cái thuyền đặt ra. Thôi xong rồi. Nó đặt được hai cái thuyền. Thế nào lại thua vậy? Úi giời ơi, áp lên 7 thua cái thằng đang có chuỗi thua ạ. Vãi đái. Ôi, ra con gấu mết này. Nhưng mà thôi, gấu mết ra muộn rồi. Giá như mà nó ra trước round 10 thì tôi có 4 con gấu thì khả năng là tôi sẽ chơi Saman đấy. Nhưng mà bây giờ nó ra tới hai con Akali rồi anh em ạ. Hai con Akali có like quá tuyệt vời rồi. Ok, chúng ta sẽ hướng dần tới bộ Nai thôi. Nhưng mà chưa ra ngựa. Chưa ra cái con ngựa. Và hình như là cái trận này khá nhiều người chưa cờ Nai đấy. Trận này có cả trộm chó này. Ây da. Càng phết nhờ. Bộ cờ Nai khá sợ với bộ trộm chó. Nếu mà không có bùa thì sợ, còn có bùa thì cũng không sợ lắm. Nếu mà chúng ta không có bùa, chúng ta có thể dồn đồ cho con rồng thì cũng không sợ cái bộ trộm chó. Tất nhiên là nó phải ra rồng. Còn nếu không thì chúng ta sẽ rèn cái ô tô chết rồi. Không được rồi anh em ạ. Thế mới cay. Tôi định rèn cái bùa nhưng mà tôi lại random quả bùa đi rồi, không có bùa chơi rồi. Khổ. Xong rồi. Thế này thì hỏng quá nhỉ. Hiện tại random nó toàn que luôn. Toàn que như này sẽ phải đánh một cái con co. Nó là đánh tay. Thực ra những cái que này tí nữa cũng sẽ vứt đi thôi, chứ còn cũng chả giữ lại làm gì. Nhưng mà nếu mà ra mấy cái đồ thủ thì ngon hơn anh em ạ. Chơi ngựa ra đồ thủ cho ngựa ấy. Chơi Clyde này mà có đồ thủ cho ngựa thì nó mới khỏe. Chứ còn đánh đồ công thì nó cũng khá là yếu đấy anh em ạ. Chết rồi, thôi xong rồi, nhầm đồ. Về căn bản lúc đầu định chơi Hunter xong rồi lấy toàn mấy cái đồ đánh tay và đánh nhanh ấy, xong rồi bây giờ tự nhiên nó lại ra ngựa anh em ạ. Quay xe. Thế mới cay. Đây rồi, úi dồi ôi, nhưng mà muộn quá. Thế là đây là cái đam đầu tiên của tôi. Đây là cái đam đầu tiên của tôi luôn anh em ạ. Dã man. Hy vọng là con ngựa nó đừng có chết nhá. Đây nó mới là 5 Clyde rồi đấy. Mà trận này có vẻ như là tranh bài hơi nhiều. Tôi thấy có mấy thằng chơi Clyde rồi. Tranh bài không biết là có chơi nổi không. Con ngựa của mình ra muộn hơn ấy. Chúng ta ra cái con ngựa này chậm quá. Đối thủ có một đống đam để cho ngựa rồi ấy. Mà có khi là đối thủ kiểu họ xác định là chơi ngựa từ đầu, nên là họ lấy giáp các thứ cho ngựa ấy, nên là khỏe. Chứ còn tôi lấy toàn mấy cái que. Chán đời thật sự. Ui dồi ôi, Lightblade lên 2 sao này. Chả lấy được cái gì luôn. Giáp xoay à. Đây là món đồ thủ đây này. Đấy, nhưng mà nó lại vấn đề nó là gì. Nó là cái con ngựa của tôi chưa ăn thua. Kiếm món nữa đi. Cái này được. Úi dồi ôi, may quá anh em ơi. Tôi có sẵn con súng ở phía dưới. Được. Thế đi thôi, tôi biết tôi phải chơi gì rồi anh em ạ. Tôi biết tôi phải chơi cái gì rồi. Với cái lượng đồ như này. Nếu mà cái con ngựa này ấy, mà nó không ra nữa ấy, khả năng là chúng ta sẽ xoay sang là chúng ta chơi co là con Lightblade. Đây này, ui dồi ôi, ra nhiều lắm anh em ạ.
Live Bloodline có khi cho làm co luôn. Được đấy. Ok. Vậy là sẽ chơi cựa ngựa kẹp lùn. Ngựa kẹp lùn. Hợp lý. Rồi. Lâm Clive vẫn thiếu một con anh em ạ. Hiện tại cái con mà tôi đang rất là mong chờ đấy là con rồng. Con rồng ra. Rồng chúng ta sẽ có là ba con human nữa. Thì chúng ta có thể vừa roll vừa kiếm sách được. Roll ở level 7 thôi, kiếm con Live Bloodline 3 sao xong rồi. Chúng ta sẽ dùng sách để chúng ta up cấp. Tôi nghĩ là như thế. Live Bloodline bây giờ là chúng ta có 4 con rồi, còn 5 con nữa thôi. 5 con nữa lên được 3 sao. Chơi cái con này là phải chơi level thấp anh em nhá. Rồi, cố gắng. Lâu lắm rồi mới coi như là chơi con Live Bloodline anh em ạ. Thực sự là rất lâu rồi. Bởi vì cái đội hình kiểu dạng như này nó gọi là gì? Nó gọi là ao meta ấy. Lâu quá rồi không chơi, không biết là còn mạnh không. Thực sự là từ cái hồi mà cái hai tia, cái ba tia nó mất đi, thay đổi cái lượng đồ này. Thực sự là cái đồ này là đồ lùn đấy thì cũng có đấy, nhưng mà nó có bắn được hai tia đâu. Đấy, nó lại như thế. Đây rồi, có 6 Clive này. 6 Clive. Nếu mà bây giờ chúng ta up lên 8 thì chúng ta sẽ có là 2 Glacier nữa. Đúng không? 2 Glacier cũng ngon. Để tăng cái tốc đánh cho cái con Live Bloodline cho nó clear anh em ạ. Rồi, trận này có khá là nhiều người chơi Clive Human. Ba nhà chơi. Thực ra là cái nhà kia nó không phải chơi Clive mà nó chơi là chơi Mết cơ, Mết Human. Và một cái nhà top 1 là đang chơi 6 cá. Hơi lạ nhỉ. Tại sao nó lại là 6 cá nhỉ? Có thể nó đang tính toán là chưa gặp cái nhà chơi Mết ở phía dưới kia. Nhà Mết cũng khá là to đấy. Trận này đến thời điểm hiện tại cái con ngựa của tôi là vẫn là ngựa 1 sao. Khả năng là con này còn lâu là mới lên được 2 sao anh em ạ. Hai con ngựa nữa. Tôi sẽ lên 8 để tôi kẹp thêm được 2 Glacier. Tôi nghĩ là 2 Glacier nó là một sự lựa chọn. Ok đấy. Cảm giác đang hơi thiếu tốc đánh anh em ạ. Cần thêm một chút tốc đánh cho con Live Bloodline. Cái con Live Bloodline này này, nếu mà chơi ấy, tôi nghĩ là nó sẽ là những cái món đồ xanh dương. Những cái món trấn của nó sẽ ở trong những cái món đồ xanh dương. Chứ nó không phải là ở trong những cái món tím hay món cam đâu anh em ạ. Đấy, nó lại oái oăm như thế đấy. Chơi con tướng rẻ tiền mà lấy đồ nó cũng rẻ tiền luôn. Không biết có ra gì không. Thử xem. Trong những cái món đồ cam ấy thì cũng có đồ cho con này, nó chính là cái búa sét. Cái cúp điên thì cũng tạm. Búa sét cúp điên và cái món đồ cuối cùng nó chính là cái gươm cổ. Thanh gươm cổ thì nói chung là hên xui lắm. Nó chỉ có 1% cơ hội ra thôi thì chắc là tôi nghĩ là không đến được tôi. Chơi này mạo hiểm quá nhỉ anh em nhỉ. Chơi con là con hổ, xong rồi lại còn chơi cái đội hình ao meta á chứ. Cái meta mà chơi Clive xong rồi hổ kẹp lùn xong rồi kẹp Glacier nó lâu lắm rồi ấy. Chắc là phải cách đây phải 5-6 mùa rồi. Tôi nhớ là cái đội hình đấy nó khá thịnh hành vào lửa đầu năm ngoái. Bởi vì cái đợt đầu năm ngoái tôi có kết hợp cái con Live Bloodline với cái bộ 9 Hunter, anh em nhớ không? Cái hồi đấy 9 Hunter kẹp với cả lùn kẹp với Live Bloodline rất mạnh. Và thực sự là con Live Bloodline này nó ở trong cái bộ nào mà nó kẹp lùn nó cũng rất là mạnh. Tuy nhiên là meta này thì tôi chưa biết.
Ồ, vậy là chúng ta phải lên 9 để chúng ta kẹp thêm lên 9 hay roll ở 8 nhỉ? Nếu mà lên lên 9 thì chúng ta sẽ kẹp thêm được Warlock và chúng ta sẽ kẹp thêm được cái con Kira. Tự nhiên nó lại có đồ Kira anh em ạ. Thế chứ lị. Thế là buộc tôi phải lên 9 mà tôi không được roll ở level 8. Có đồ Kira đương nhiên là nó sẽ rất là ok. Trong đội hình này chúng ta sẽ có 5 tầng. 5 tầng Kira. Phải lên level 10 thì chúng ta sẽ có là kẹp thêm một cái con đánh gần nữa thì nó sẽ là 6 tầng Kira. Có thể là con Doom. Con Doom ở level 10. Còn cái con rồng nó ra tôi tí nữa tôi sẽ thay cho con Hellclimb. Ok. Rồi. Tôi sẽ vứt bớt đồ đi để tôi lấy cái đồ đồ xanh dương nha anh em nhá. Như tôi đã nói với anh em, đồ xanh dương là cái đồ chấn ở trong cái bộ này. Tôi sẽ lấy cái đồ xanh dương. Úi dồi, random đó. Mẹ. Hỏng rồi anh em ạ. Thôi xong rồi. Ôn in ở kéo xanh dương rồi. Nó ra cái đồ này đi có chết tôi không như vậy. Đấy nhưng mà có chuỗi này. Đèn quá thì mất rồi. Đây này, tôi định lấy cái này này. Anh em thấy là ở đây là có chúng ta có cái hai tia và cái mặt lạ hút máu, mà lạ hút máu điên MOM. Đó là hai cái món chấn ở con này luôn á. Chấn ở con này toàn những cái đồ xanh dương thôi, kể cả đại bác chí mạng luôn. Lấy đại bác chí mạng coi như là bảo kê đến tận răng. Thằng là bờ linh vào là bị đẩy ra luôn. Đấy. Toàn những cái món đồ ngon ở trong cái món đồ xanh dương để chơi con live Bloodline. Nhưng cái vấn đề là có lấy được không? Đen thật sự luôn ấy. Nó đã ra cái đồ xanh dương rồi nó không có, tôi đã phải random thêm phát nữa rồi nó lại ra cái món đồ chán đời. Mà trong khi đấy đồ xanh dương là có 4 đồ dùng được. 4 đồ dùng được cơ anh em ạ. À không, tại sao lại là 4 đồ? 5 đồ. 5 đồ dùng được luôn mà cuối cùng là không ra cái đồ nào. Đây tôi kể cho anh em nhá, 5 đồ dùng được nó là những cái đồ gì. Hai tia chấn phái rồi này, không nói em gì này, MOM chấn phái này. Đấy, đại bác chí mạng này. Gì nữa? Kira hút máu trừ giáp. Đấy, 5 món rồi. Thấy chưa? Anh em thấy chưa? Có tận 5 món này có thể là gọi là dùng được toàn món chấn phái cho cái con này thôi. Thế mà nó không ra. Đấy, tôi chưa tính cái gương thôi nhá. Chính ra là con này nhá, dùng gương cũng ok luôn. Thế chứ lại không ra bất cứ cái món nào luôn. Quá đen, quá nhợ cho tuần cơm. À đấy, quên mất một món nữa. Thực sự là nó có tới 7 món và tôi không ra một cái món nào ở trong cái nào vừa rồi. Nó chính là cái bố set nữa anh em ạ. Đấy, đúng không? Có tất cả là 7 món. Đấy, tôi liệt kê lại nhá. Hai tia này, Kira này, hút máu MOM này, trừ giáp này, bố set này, gương này, gì nữa, đại bác chí mạng. 7 món anh em ạ. Dã man. Đúng thật luôn. Quá đen. Rồi. Nhưng mà tôi vẫn dư chuôi nhá. Thế là mới ảo ma Calada chứ lị. Vớ vẩn bộ này lại khỏe. Có khi lại comeback trở lại ấy chứ nhở. Anh em nhở. Từ từ đã nha. Để xem nào. Hiện tại là thằng nào có gót ăn mộng nha. Trận này có gót ăn mộng. Thằng này, úi dồi, con rồng đổi đồ cam à? À, đổi cái găng tay à? Tôi nói thật với anh em, ai mà đổi cái găng tay cuối ấy, món đồ cam đấy là món đồ cam phế nhất trong tất cả các thể loại đồ cam luôn. Cực kỳ phế. Cái món mà nó phải mất 9 giây để cái lượng giáp của nó là 6 giáp. 9 giây để cái lượng giáp nó bắp lên 6 giáp. Trời. Chưa thấy cái món nào là món cam mà nó phế đến cái mức độ như thế. Mất tới 9 giây. Mà cái đồ nó chỉ bằng một cái đồ món thường. Cái món đểu nhất là cái giáp da bò. Giáp da bò anh em vào phát trận đấu anh em đã có sẵn là 6 giáp rồi. Trong khi đấy cái găng tay anh em phải mất tới 9 giây. Tất nhiên là anh em nếu anh em nhây được càng lâu, sau 30 giây đấy, thì cái găng tay nó đến được cái sức mạnh tối đa. Nhưng mà thực sự là khi mà lên được đến cái sức mạnh tối đa, chơi Clive đúng không, được cái giáp to, sau đó đối thủ chuyển sang Witcher coi như phế luôn.
Trời ơi, một trong những cái mod đồ phế nhất chỉ tăng thủ thôi, tăng thủ và tăng kháng phép, nhưng mà lại không hề có một cái khả năng là giúp là tăng cái sức mạnh lên một cách nhanh chóng, mà nó lại rất lâu. Vào phát mà cộng thêm 30 giáp rồi cộng thêm 50% kháng phép thì nó khác với cái việc là phải đợi sau 30 giây. Anh em thấy đang chơi một cái đội hình ao meta mà tôi vẫn đang giữ chuỗi này. Ok không? Ok chứ nhỉ? Được đấy. Sau ao này tôi lại all in vào đồ xanh dương anh em nhá. Chơi cái bộ này là phải xanh dương. Không có all in đồ cam làm gì cả. Đồ nào hỏng thì rèn lại. Nói cho nhanh. Đấy, chúng ta có rất nhiều cái hòm xanh dương để chúng ta mở. Yên tâm. Đây rồi, đó, có chuẩn thôi nha. Đổi tiếp. Rèn tiếp đồ xanh dương anh em ạ. Đổi cho khi nào đủ thì thôi. Ok. Mục tiêu bây giờ là cái gì? Chính là cái bờ bờ. Úi dồi ôi anh em ơi, tuyệt vời luôn. Anh em yên tâm. Chuẩn đấy, hàng chuẩn đấy. Chuẩn sách giáo khoa, anh em cứ yên tâm. Anh em cứ tin tôi. Không cần phải là cam kiếc gì, không cần phải là tím tiểng gì cả. Anh em ạ. Cứ đồ xanh dương và phang thôi. Chấp hết các thể loại nha anh em nhá. Anh em đừng có coi thường những cái đồ xanh lá với cả đồ xanh dương. Cái vấn đề đó là cái con nào nó cầm thôi anh em ạ. Vấn đề đó là cái con nào cầm và nó là trấn ở trong cái bộ nào. Tất nhiên là tôi cũng không có ý là chê những cái đồ cam hay những cái đồ tím. Đấy. Nhưng mà nó còn phải tùy xem là chơi cái gì. Còn riêng nếu mà chơi cửa lai mà lấy cái găng tay thôi, tôi nghĩ là cửa lai lại bỏ rồi. Cửa lai mà lấy cái găng tay thì phế thật sự luôn. Ok. Ui, God ăn mộng này anh em này. God Warlock đánh ở level 9 rồi. Cắt chuỗi của tôi được không? Được không? Ui anh em ơi, trông có vẻ như là cũng chưa biết được là nó có cắt lỗi không. Mà tôi thấy tôi đấm cũng khá đau nhá. Ok bạn ơi. Ok. Ôi anh em ơi. Ôi giời ơi, gặp God ác mộng mà còn đấm cái kia. Tôi đã nói rồi, không có đồ chống hồi máu đâu nhá. Cái vấn đề ở đây là gì? Nó đúng chấn đấy anh em ạ. Nó đúng là chấn đấy. Còn có đang mộng thì cứ từ từ, tí nữa rồi lên 10 có Doom đây rồi. Cứ bình tĩnh. Lên 10 là có Doom, thậm chí là chuyện này là tôi lên 11 tôi kẹp hai con Doom vào luôn. Trời. Một cái con Light Blade Light 2 sao. Đấy, nhưng mà với những cái món đồ chuẩn cho nó thì nó có thể gánh được đến bây giờ luôn. Chơi hẳn cái đội hình mà ao meta đấy nhá. Rồi, Shaman này. Shaman gấu mết 2 sao à? Ghê nhở, ghê nhở. Ồ, làm sao? 6 Shaman anh em ạ. Ồ, thế thì thua à? Cũng chưa chắc thua. Ờ không, thua. Nó ra là con heo anh em ạ. Dã man. Cho cái thằng sắp chết nó cắt chuỗi của tôi. Doom 2 này. Doom 2 này tí nữa lên 10 cho vào nha anh em nhá. Có lẽ là round sau tôi sẽ lấy một cái đồ cam. Về căn bản là những cái đồ chấn là có hết rồi. Ok. Trận này nó sẽ có một vài cái phải chú ý là chúng ta sẽ phải đánh với cả 9 assassin nữa. Đấy, nên là chúng ta sẽ phải chuẩn bị sẵn cọc ở đây. Càng lái. Vừa lóc là 9 assassin này. Trận này quanh đi quẩn lại là cuối cùng là có 3 nhà cửa lai anh em ạ. 3 nhà cửa lai. Nhưng mà một mình nhà của tôi là chơi cái con Live Blade Live đấy. Còn hai cái nhà kia là chơi ngựa, là chơi co ngựa anh em ạ. Ok.
rồng lên là 2 sao luôn này. Quá tuyệt vời. Tuấn Linh soi gì đây? Tuấn Linh soi gì đây? Soi phải cẩn thận nha, chuyển vị trí của con này. Lên game. Ghê nhờ, cứ soi thôi. Ai làm gì đâu mà soi. Đây này được không? Cho con rồng 2 sao cầm đồ được không? Với căn bản là cái con live blade live của tôi là mới có 2 sao thôi. Đấy mà bây giờ rồng lên 2 rồi thì cho rồng nhỉ? Cho đồ rồng cũng ngon chứ, đúng không? Đúng không? Hợp lý. À úi rồi, tôi chết rồi, tôi quên mất anh em ạ. À, rồng cầm MOM thì làm sao mà nó hóa được. Thế rồng đi bộ rồi anh em ơi. Ôi thôi chết cha thì mất luôn à. sai lầm. Thua. Round này mà nếu mà để live blade live thì ăn được đấy. Nhưng mà chúng ta dồn đồ cho con rồng sai lầm quá anh em ơi. Ây à, ác mộng của nó toàn đồ chấn luôn này. Bài to đấy. Rồi. Con này phải lấy. Rao này thiếu một con human. Đây. Cho 3 human vào đá. Ở level 9 này chúng ta đủ cái bộ 6 human, 6 clay rồi. Ok. Kiếm tí sách ở rao quái. Bây giờ hiện tại tôi mới có 3 quyển sách thôi. Rao này sẽ có 6 quyển. Cứ những cái rao quái chúng ta sẽ cho human vào để chúng ta kiếm 3 quyển sách. Đấy. Chơi cái đội hình kiểu dạng như này, cái MOM thì thực sự là nó rất là ngon cho con live blade live. Nhưng mà nếu mà chúng ta chuyển sang cái đồ cho con rồng thì lại không tận dụng được. Nó cũng có những cái hạn chế của nó. Nhưng mà thôi không sao. Tôi vẫn sẽ quyết tâm là roll cái con live blade live lên 3 sao ở level này đâu. Chứ tôi cũng chả gì cấp sớm làm gì. Tất nhiên là chúng ta sẽ có những cái sự chuẩn bị trước để counter vào đối thủ lên game. Rồi, đây, lấy cái món áo trừ tà nha anh em nhá. Giáp tím. Giáp tím vừa tăng kháng phép lại dề. Chúng ta lại có cái khả năng là kháng hiệu ứng. Kháng hiệu ứng xấu. Ok, rồi, đổi luôn đi. Đổi luôn lấy cái món đồ xanh dương đi anh em nhá. Ở đây là chúng ta còn cái đại bác chí mạng và còn cái búa xét cũng có thể lấy được. Nhưng mà nếu mà thế thì chúng ta phải bỏ cái cung tên ra. Thế thì cũng không. Chưa. Tính sao. Bây giờ đủ 6 cái slot để con Liberate Light cầm rồi anh em ạ. Nó đủ đồ cầm rồi. À, tôi nghĩ là tôi sẽ chia đồ ra. Tôi sẽ chia cho mỗi con một ít. Tí nữa có thể là chia đồ cho rồng. Ok. Rồi. Cái thằng Mage Shaman này liệu rằng chúng ta có ăn nổi không? Hiện tại là chúng ta có thêm cái giáp kháng này và cái MOM. Ui vẫn không thể ăn được anh em ạ. Quá khỏe. Đây à. To phết đấy. Rồi, roll line, blade line 3 sao này. Ui con già lên 2 sao này. Nhưng mà thôi, không chơi đâu anh em. Bây giờ mà chơi human nó muộn rồi ấy. Còn Doom nữa này. Khả năng là chơi luôn. Hai Doom luôn mới đủ anh em ạ. Phải hai Doom. Từ từ đã. Trong khi đấy chúng ta cũng sẽ phải có cá để tí nữa còn kẹp vào đánh với cả cái nhà Mage Shaman. Bình tĩnh. Tí nữa những cái con human tôi sẽ tìm lại sau. Giáp quái chúng ta sẽ tìm lại sau. Đằng nào cũng đang roll đấy mà. Rồi, nhà 9m, 9m 5 rồng anh em ạ. 9m 5 rồng. À không, đây là level 10 thôi. Phải lên level 11 là mới đủ bộ 9m 5 rồng. Vậy hiện tại nó mới chỉ là 9m thôi. 9m 3 rồng thôi. Ok,
Round này chúng ta có thể chiến thắng được rồi. Vậy là nhà đi luôn. 95 dòng đi rồi. Hay quá. Rồi. Đồng thời là cũng cái nhà Saman cũng đi luôn rồi anh em ạ. Hay quá nhờ. Vậy là cái nhà Saman cũng đi rồi. Chỉ còn là gì? 6 cá. À, cái ông Thịnh DT là ông kẹp 6 cá vào để đấm cái nhà Saman. Ok ok ok. Và chúng ta sẽ gặp một cái bộ 9 assassin rồi ạ. Late game à? 9 xin thì vẫn cứ giữ cọc thôi. Kiếm món đồ cam nha anh em nhá. Để xem nào. Đủ đồ cam không? Lấy được đồ tím. Ok. Không lấy được đồ cam. Thôi lấy đồ tím cũng được. Random đi. Gậy bão à? Gậy bão cho Doom. Rồi. Thực ra tôi đang kiếm cái đồ tím bởi vì nó có một cái đồ ô nữa để chống cái nhà này anh em ạ. Nhà Warlock này là chúng ta lấy đồ cho Doom ngon. À, tôi nghĩ là tôi sẽ all in vào đồ tím chứ không phải đồ cam đâu. Đồ tím. Đấy, nhà này đang khó khăn với nhà này. Đang khó khăn với nhà này đây. Nhưng mà tôi nghĩ là Live Bloodline lên 3 sao thì vẫn có thể chơi được. Nhưng mà tôi đang có một cái sự lo sợ, đấy chính là giả sử nhưng mà cái con Live Bloodline của tôi nó lên được 3 sao ấy, thì liệu rằng ác mộng của đối thủ của nó có lên được 3 sao không? Ác mộng của đối thủ bây giờ là cũng đã có những cái đồ chấn của nó rồi. Rất nhiều đồ cam luôn. Mà tôi lại chơi nó lại không có đồ cam anh em ạ. Thế chứ lại. Ui còn một con nữa thôi. Ui đây rồi. Hay quá. Rồi. Round này cho cọc vào nha anh em nhá. Round này khả năng là lên 10 nhỉ. Lên 10 không? Lên 10 thì thêm 2 Glacier. Thôi chả cần. Máu thực ra là vẫn đang nhiều. Rao này cũng chưa chết rồi đâu. Chưa chết được. Đây rồi. Không sợ. Gậy bão đang phát huy tác dụng. Trời ơi hay quá anh em ơi. Được rồi. Ốc và ôm cọc còn chết mà. Hay quá. Hay quá. Rồi. Bây giờ cứ tiêu diệt được một trong hai đối thủ. Còn đối thủ còn lại để mà counter nó dễ hơn anh em ạ. Chứ còn bây giờ là cứ phải đổi ra đổi vào ấy. Rồi kiếm 6 human anh em nhá. Kiếm 6 human cái đã. Cọc à. Từ từ nhá. Calong. Calong phải lấy. Bán Medusa đi nhỉ. Tầm này chắc không cần chơi Medu nữa. Con đấy nó cũng có khống chế nhưng mà chắc là tôi khống chế bằng cái khác. Khống chế bằng cọc đi. Rồi ok. Vậy là round này chúng ta không lấy được cái gì cả. Không lấy đủ được human. Đây mà không sao. Tôi nghĩ là vẫn có khả năng là lên được 11 đấy anh em ạ. Vẫn có khả năng. Thực sự là chỉ cần thắng một round nữa và đến cái round 30 à đến round 40 ấy, chúng ta thắng round quái là được thôi. Thắng một round nữa thôi là được. Rồi. Quả trứng này tôi sẽ để dành cho con Calong hoặc con Doom. BKB. BKB cũng được. Cho Doom. Rồi, chuyển đổi cho Doom anh em nhé. Tạm thời round này chúng ta sẽ không rèn được cái món gì cả. Rồi. Ok. Kẹp được Warlock vào rồi. Chúng ta kẹp được Warlock vào rồi. Kẹp thêm được Doom, kẹp thêm được Glacier, kẹp được Warlock. Mạnh hơn rất nhiều so với cái round trước đó nha. Đánh nó nói chung là nó cứ chăm chút từng round một thì cũng sẽ ok thôi anh em ạ. Tôi nghĩ là chỉ lọt một con ác mộng thôi. Nếu mà có thua. Nếu có thua chỉ lọt cái ác mộng á. Ủa con Doom của tôi là không Doom trúng được con ác mộng rồi. Nhưng mà không sao, Doom vẫn sống là được. Clear hết bọn này là thế nào chả Doom được chúng con ác mộng, yên tâm. Ui rồi ôi, còn có 3 con mà vẫn còn Doom trượt ạ. Ôi sao không, thấy Doom chết rồi. Ôi lọt một con.
Nói chung là với cái lượng máu bây giờ nó là gần 40 máu thì tôi có thể tự tin là tôi solo với cái thằng, một trong hai thằng đấy, thằng nào chết thì tôi vẫn có thể solo được. Hiện tại cái thằng này là vẫn ăn được cái thằng chơi assassin. Warlock là vẫn ăn được thằng assassin kìa, hơi điêu nhỉ. Rồi. Round này chúng ta sẽ gặp lại cái bản chính của cái thằng Warlock. Tôi chỉ hy vọng là cái con Doom này nó Doom khôn đi một chút thôi. Chứ còn Doom gì mà Doom hai lần với con trượt được thì chịu. Hai lần nữa không trúng được cái con co của đối thủ. Rồi, nói chung là Doom vào cái con Zipper cũng được. Giết chết con Zipper cho nó đỡ đầy máu đã. Sau đó thì chúng ta sẽ giết dần thôi. Ủa, nó gây đam nó to ấy nhở. Sao thằng này nó dồn đam mạnh ấy nhở. Thôi thì nói chung là vẫn thua. Ờ, hơi điều. Con này có đồ Kira cũng chỉ đam có 300 đam thôi anh em ạ. Trông hơi phèn nhỉ. Phèn nhỉ. Live Blade Live phèn thật sự. Có đồ Kira coi như là mắc tầng rồi còn gì nữa. 6 tầng Kira rồi mà đam mới có 350 đam. Thật sự là phèn này như thế sao. Cần một cái món đồ nào đấy để có thể gia tăng cái lượng đam này lên. Chính là thanh kiếm cổ chăng. Con Live Blade Live của tôi là dính bệnh Lan Y rồi anh em ạ. Chỉ có thanh kiếm cổ thì may ra mới chữa được cái bệnh này thôi. Nhưng mà thôi, tôi đùa anh em thế thôi. Chứ còn tôi sẽ all in vào đồ tím anh em nhá. All in vào đồ tím, kiếm cái RO anh em ạ. Lấy cái RO thôi. Rồi, random thôi. Mấy cái món này không dùng đến đâu. Ui rồi ui, lại một cái BKB. Thôi thì mỗi con cầm một cái. Đồ thủ hơi nhiều, đồ đam không có này, có chết không. Cần đồ đam, cần đồ đam. Ôi tôi chết rồi. Hỏng rồi. Hỏng rồi anh em ơi. Gặp ngay thằng xin. Quên mất. Ôi có ăn được không? Ăn được không? Ăn được không? Ăn được không? Không ăn được. Gặp ngay thằng assassin anh em ạ. À. 9 assassin. Cái thằng 9 assassin này nó vừa ăn được cái thằng ác mộng kìa. Ờ. Cái đao vừa rồi hơi lỗi. Tôi mải đổi đồ quá là tôi quên, tôi không nhét kịp cọc vào. Chứ còn tôi cũng biết được là rao đấy là gặp xin nữa chứ. Nhưng mà cái rao đấy tôi lại chưa kịp vứt cọc vào. Ok, rao này sẽ reset lại. Không biết, nhưng mà nếu gặp assassin thì khả năng mất nhiều máu. Nên là tôi để cọc vào nhá. Ôi ôi, ác mộng 3 sao anh em ạ. Hơi hỏng rồi. Đúng cái rao mà không tính được thì nó lại gặp cái bọn Warlock ác mộng 3 sao. Thế rao này mất nhiều máu này. Ơ vớ vẩn, đi không? Đi luôn không? Tôi không đi được đâu. Tôi nghĩ úi dồi. Vai. 12 máu ạ. Ui ôi căng thế. Thằng Tuấn Linh nó lại ăn ngược lại được cái thằng assassin kìa. Ui mẹ ơi, 9 assassin kẹp Doom rồi mà vẫn thua là sao? Ơ. Sao thế? Điều nhở. Càng quá nhở. Thế là vừa lấy là thua hết đấy. Chết rồi, còn 12 máu mà chơi thua 4 trận liên tiếp rồi anh em ạ. Chơi kiểu chơi này nói chung ấy là nó cũng là con dao hai lưỡi. Bởi vì tôi bây giờ tôi không có món đồ cam nào, tôi all in vào đồ tím với đồ xanh dương á. Mà đối thủ anh em thấy là bây giờ chắc là nó cũng phải 45 cái món đồ cam rồi. 45 cái món đồ cam rồi. Con ác mộng có khi còn full đồ 6 đồ cam rồi chứ. Thế là nó nó hơi khó nhằn anh em ạ. Cái tầm này bọn nó mắc thủ rồi, không có đam kết liễu. Khó. Ui rồi lại ra thêm giáp làm cái gì. Ok. Rồi rồi, lên được 11 anh em nhá. Đây lấy cái búa bình minh đi. Tạm thời lên được 11.
Ok. Ok bạn ơi. Ok bạn ơi. Thôi xong rồi. Ui giời ơi, round này là giết được cái thằng assassin rồi anh em ạ. Vậy là solo late game với cả cái thằng Warlock. Ok, hai Doom vào rồi. Đây có quả trứng rồi, roll load cái con Doom nào. Kiếm cái con Doom 2. Doom 3 cũng được. Chơi hẳn Doom 3 đi nhờ. Con Doom chắc chắn là sẽ phải dồn đồ rồi. Nếu mà muốn thắng được thì sẽ phải có con Doom, có đồ sống sót được đến cái lúc mà chúng ta Doom lần thứ 2, lần thứ 3. À, hoặc là chúng ta có thể kết hợp với God cũng được đấy anh em ạ. Được á. Ừ, nó kề con God of War chí mạng quá nhở. Ăn nổi không? Kẹp vào hai Doom này, Doom vừa rồi. Ok bạn ơi, kẹp vào hai Doom này. Doom rồi mà vẫn thua anh em ạ, cay nhở. Nó có dây chuyền giải, nó có áo giáp giải. Ơ được không? Được không? Giết chết nó luôn. Giết chết nó luôn bạn ơi. Làm máu, làm máu. Đi luôn. Ôi giời ơi anh em ơi. Thật không phải tin rồi. Lấy một cái bộ ao meta để đánh với một cái bộ mà đang là hot meta hiện tại. Trời ơi, vẫn có thể ăn được. Mới chỉ level 11 thôi và hoàn toàn nó không hề mắc binh. Không có đồ cam nào cả. Không có RO. Không có 6 Glacier, 6 Clay đâu. Nhưng mà chúng ta vẫn có thể ăn được đối thủ bằng cái đội hình này. Dã man. Trời ơi, tôi cứ nghĩ là tôi về top 3 ấy. Nhưng mà ai ngờ đâu. Quá kinh khủng anh em ạ. Được đấy nhở. Trận này phải nói là cũng là một cái siêu phẩm đấy chứ. Ừ. Rồi anh em thấy hay để lại tôi một like nhá. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu còn thời gian anh em có thể chọn video ở màn hình kết thúc. Đó là hai video ở trong giải đấu cực kỳ hay và hấp dẫn với cái tính chuyên môn và kỹ năng rất cao của các game thủ khi mà tham gia thi đấu. Đó chính là giải ACOT 2024 anh em nhé. Do chính nhà phát hành Dorado tổ chức, phần thưởng tổng giải thưởng lên tới 51 triệu. Anh em có thể chọn bên trái để xem trận bán kết thứ hai và bên phải để anh em xem trận chung kết nha anh em nhé. Và cuối cùng, nếu anh em yêu mến tôi, anh em có thể đăng ký hội viên ủng hộ cho kênh bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video anh em nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye!